Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Bản tin mưa lũ Trung Quốc mới nhất ngày 8 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, liên tiếp những ngày vừa qua, nhiều nơi ở Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Các kênh truyền thông của chính phủ Trung Quốc đã đưa tin về tình hình lũ lụt một cách kín đáo. Và để kiểm soát dư luận trên mạng, cảnh sát Trùng Khánh thậm chí đã đưa ra thông báo khẩn cấp đe dọa bất cứ ai dám tiết lộ thông tin vô trách nhiệm về lũ lụt, một khi điều tra ra sẽ bị bắt ngay lập tức. Một số học giả có kiến thức pháp lý chỉ trích chính quyền Trung Quốc luôn dùng thủ đoạn phong tỏa thông tin để che đậy sự bất tài và tội lỗi của mình. Những ngày gần đây, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở phía Tây Nam Trung Quốc, bao gồm tỉnh Quý Châu, thành phố Trùng Khánh và sông Trường Giang, sông Kỳ Giang, một nhánh của thượng nguồn sông Trường Giang và khu vực thượng nguồn của đập Tam Hiệp đã trải qua trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1951. Các khu vực trong thành phố Trùng Khánh như quận Kỳ Giang, Giang Tân, Nam Xuyên, Bành Thủy bị lũ lụt ở các mức độ khác nhau, nhiều khu vực bị nước nhấn chìm, đường xá sụt lún, đường sắt biến dạng, nhà cửa và xe hơi ngâm trong bùn nước, có nơi thậm chí ngập đến tầng 2, tầng 3 và một số nơi khác nước lũ đổ về từ trên cao xuống như thác nước. Những đoạn video ngắn được người dân địa phương quay lại và tải lên mạng cho thấy khi nước lũ sông Kỳ Giang đổ về đến đoạn Trung Khánh, toàn bộ một ngôi nhà 3 tầng đã bị đổ sập xuống dòng sông. Tuy nhiên, các kênh truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố tình xử lý các thông tin liên quan đến lũ lụt theo cách quen thuộc, chẳng hạn như cố tình đặt các bản tin về tình hình lũ lụt của Trùng Khánh ở vị trí không dễ thấy trên trang web. Cư dân mạng tiết lộ rằng, để kiểm soát thông tin trực tuyến, cơ quan công an thành phố Trùng Khánh đã đưa ra một thông báo khẩn cấp tuyên bố rằng, nếu phát hiện có ai đăng thông tin vô trách nhiệm về tình hình lũ lụt lên Internet hoặc ở nơi công cộng, họ sẽ bị bắt ngay lập tức sau khi được xác minh. Quyết không nhân nhượng. Một phụ nữ họ Chu nói với RFA rằng, trong những ngày mưa lớn, nhiều thành phố và làng mạc như nằm trong biển Đông thu nhỏ. Một số cư dân mạng đã đăng tải những sự thật này lên Internet, nhưng lại bị chính quyền Trùng Khánh đàn áp và che giấu. Chính quyền cho rằng những người tiết lộ sự thật là có tội, tôi thấy thật là quá đáng. Bà Chu cho rằng không cần phải che giấu thiên tai, chính phủ càng sớm đưa ra thông báo thiên tai cho dân chúng thì có thể tránh được càng nhiều tổn thất. Chính quyền Trùng Khánh lại cố tình áp chế phong tỏa các thông tin liên quan. Cách làm này đúng là rất ngu ngốc. Trong một cuộc phỏng vấn với RFA, ông Tống Tiến Sinh, một học giả pháp lý ở Trùng Khánh đã chỉ ra rằng mục đích mà Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu lũ lụt và các mối nguy hiểm về sự an toàn của đập Tam Hiệp giống hệt như việc che giấu dịch bệnh khiến người dân phải hứng chịu hiểm họa. Ông Tống nói, chính quyền chặn những thông tin này khiến người dân không biết làm sao để tự bảo vệ, vì vậy họ sẽ rơi vào tình huống bị động và không kịp tìm lối thoát thân. Mỗi một lần xảy ra thảm họa lớn, người ta đều bảo là thiên tai, nhưng nói là nhân họa có vẻ đúng hơn. Vậy nên mới nói, trong loại tình huống này, chính quyền không có khả năng làm tốt công tác cứu trợ. Ông Tống Tiến Sinh nói rằng, khi một thiên tai lớn xảy ra, cần kết hợp các biện pháp cứu trợ thích hợp của chính phủ với việc chủ động tự bảo vệ bản thân của người dân thì mới đạt được hiệu quả cứu trợ tốt nhất. Tuy nhiên, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn có thói quen che giấu các thảm họa và ngăn chặn thông tin, chủ yếu là để che đậy sự bất tài của chính phủ và đạt được mục đích duy trì sự ổn định của chế độ. Từ đầu tháng 6 năm nay, một số tỉnh ở miền Nam Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn sau những ngày nắng nóng cực đoan. Theo số liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố, 24 tỉnh và thành phố ở Hoa Nam và Hoa Trung với 8,52 triệu dân đã bị ảnh hưởng. Mưa bão lớn gây ra lũ lụt ở nhiều nơi. Vào đầu giờ chiều ngày 17 tháng 6, thượng nguồn của đập Tam Hiệp và trạm phát điện ở huyện Đan Ba, Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên đã bị cuốn trôi và xảy ra sụt lở đất đá. Sự việc khiến đập Tam Hiệp từng bị nghi ngờ vỡ đập vào năm ngoái, một lần nữa phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Đồng thời, ông Hoàng Tiểu Khôn, tiến sĩ của Viện Khoa học Xây dựng Trung Quốc cũng đưa ra lời cảnh báo trong nhóm bạn trên WeChat rằng cả thành phố Nghi Xương sẽ bốc hơi. Theo truyền thông đại lục, kể từ đầu tháng 6 năm nay, mưa lớn thường xuyên xuất hiện ở miền Nam và miền Bắc đang xảy ra tình trạng hấp hơi do nhiệt độ cao trên các nền tảng thương mại điện tử như Taobao Mall. Doanh số bán đồ nội y và kem chống nắng tăng vọt. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 6, một phần của miền Tây Nam Trung Quốc, Hoa Nam, Hoa Trung đã bắt đầu xảy ra mưa lớn liên tục trong 24 giờ. Châu tự trị Khương Nga Tây Tạng có lượng mưa tích lũy tối đa lên tới 50mm. Một số khu vực có mưa đá rơi với đường kính tối đa 10mm. Thôn Mai Long Câu ở huyện Đan Ba, Châu tự trị Cam Tư phát sinh sụt lở đất đá. Tại Tứ Xuyên, lượng nước mưa có lúc lên tới 10.000 m3.
Trận lụt bắt đầu vào ngày 17 tháng 6 khiến nhà máy điện Mai Long với công suất phát điện là 2.000 kW đã bị cuốn trôi. Theo dự tính, mưa lớn ở một số khu vực của tỉnh Tứ Xuyên sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 7. Video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy dòng nước lũ khổng lồ đang ào ào chảy từ thượng nguồn xuống, thậm chí khủng khiếp tới mức cơn lũ quét khiến một số ngôi làng biến mất. Từ đỉnh núi đất đá sụt lở, trôi xuống rồi trực tiếp chôn vùi nhiều ngôi làng. Hiện vẫn chưa biết có bao nhiêu dân làng bị gặp nạn trong lúc đang ngủ. Dương Hoa, một người dân ở thôn Mai Long Câu nói rằng trận lở đất xảy ra lúc 3-4 giờ sáng trong khi đang ngủ, anh được người dân trong làng hô hoán đánh thức. Anh nhanh chóng rời đi sau khi được dân làng cảnh báo và sau đó đất đá trôi xuống bao phủ cả ngôi làng. Có cư dân mạng chia sẻ video nói rằng thượng nguồn Tam Hiệp xảy ra lũ lụt tràn lan, một số hồ chứa nước nhỏ đã bị vỡ, đập Tam Hiệp nguy rồi. Khung cảnh sau khi hồ chứa Đan Ba ở Tứ Xuyên sụp đổ, toàn bộ ngôi làng đã bị phá hủy. Gần đây, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cảnh báo rằng kể từ đầu năm đến nay, lượng mưa tích lũy ở Trung Quốc đã cao hơn 6% so với các năm thông thường. Sông Tiền Đường của Chiết Giang, Hồ Bà Dương và Tương Giang trong lưu vực sông Dương Tử cùng 148 nhánh sông khác có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Một số dòng sông xuất hiện lũ lụt kỷ lục trong lịch sử, tình hình kiểm soát lũ là rất nghiêm trọng. Ông Diệp Kiến Xuân, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng, năm nay cần tập trung vào 3 rủi ro lớn là lũ lụt tràn lan, tai nạn hồ chứa và lũ quét trên núi. Hiện tại, các công trình chống lũ của Trung Quốc có thể phòng ngự trận lụt lớn nhất từ năm 1949, nhưng lũ liên tiếp xảy ra có thể vượt quá khả năng phòng thủ hiện nay. Đây có thể là một sự kiện thiên nga đen. Lời tuyên bố này được hiểu là trận lụt lớn nhất kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính phủ có thể xảy ra trong năm nay. Ngoại giới cũng lo ngại về việc đập Tam Hiệp, vốn nhiều lần đã được đưa tin bị biến dạng nhưng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bác bỏ. Liệu nó có thể chịu được tác động của trận lụt này hay không? Sau đó, thành phố Nghi Xương sẽ bốc hơi. Năm 2019-2020, sự biến dạng nghiêm trọng của đập Tam Hiệp khiến quốc tế phải chú ý. Mặc dù phía quản lý đập Tam Hiệp đã công bố bài viết thừa nhận rằng đập lớn đã bị biến dạng, tuy nhiên đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một sự dịch chuyển đàn hồi trong phạm vi cho phép. Từ khi công trình Tam Hiệp khởi công tới nay, vẫn luôn có những tranh cãi về các vấn đề chất lượng, an toàn và tác động tới môi trường. Đặc biệt là cựu thư ký của Mao Trạch Đông là Lý Nhuệ và chuyên gia thủy lợi Hoàng Vạn Lý đã nhiều lần kiến nghị và ngăn chính quyền không nên thúc đẩy công trình Tam Hiệp. Ông Hoàng Vạn Lý cũng đã từng đưa ra 12 dự đoán về đập Tam Hiệp, bao gồm 1. Sự sụp đổ của kè chính ở hạ lưu sông Dương Tử 2. Vận chuyển tàu thuyền tắc nghẽn 3. Vấn đề di dân 4. Vấn đề phù sa 5. Chất lượng nước xấu đi 6. Sản xuất điện không đủ 7. Khí hậu bất thường 8. Thường xảy ra địa chấn 9. Bệnh săn máng lây lan 10. Suy thoái sinh thái 11. Lũ lụt nghiêm trọng ở thượng nguồn 12. Đập Tam Hiệp cuối cùng sẽ buộc phải bị nổ tung. Ngoại trừ việc con đập cuối cùng bị buộc phải nổ tung, tất cả 11 dự đoán trên đều đã ứng nghiệm. Những trận mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc một lần nữa thu hút sự chú ý của ngoại giới đối với vấn đề đập Tam Hiệp. Trên mạng xã hội hải ngoại gần đây đã lưu truyền thông tin trong một nhóm bạn của Hoàng Tiểu Khôn tại Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, trong đó viết rằng sau đó thành phố Nghi Xương sẽ bốc hơi. Theo thông tin công khai, ông Hoàng Tiểu Khôn có nhiều danh hiệu như kỹ sư về kết cấu hạng nhất của quốc gia, giáo viên hướng dẫn tiến sĩ nghiên cứu xây dựng Trung Quốc, kỹ sư trưởng của công ty Jinwan Technology. Tuy nhiên, hiện vẫn không rõ chính xác liệu thông tin từ nhóm này có phải là đúng của kỹ sư về kết cấu hàng đầu quốc gia Hoàng Tiểu Khôn hay không. Vào đầu tháng 7 năm ngoái, một số cư dân mạng đã đăng tải lên mạng truyền thông xã hội bản đồ vệ tinh của đập Tam Hiệp. Hình ảnh cho thấy đập Tam Hiệp bị biến dạng nghiêm trọng, khiến công chúng không khỏi lo ngại về sự cố vỡ đập. Trước vấn đề này, các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tiếp dập tắt tin đồn và tuyên bố rằng đập Tam Hiệp không có vấn đề biến dạng, đồng thời cho biết đây là tin đồn do lực lượng chống Trung Quốc bịa đặt. Sau đó, tờ tin tức Bắc Kinh đã trích dẫn lời các chuyên gia thừa nhận rằng đập thực sự bị biến dạng, nhưng đây là trong trạng thái đàn hồi. Trong một tuyên bố, công ty Tam Hiệp cho biết con đập di chuyển theo chiều ngang nhưng chưa đến 3 cm. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc cho biết đập Tam Hiệp không phải là biến dạng đàn hồi vì nó không phải là nhất thể và ông nói rằng không cần nhìn vào các bức ảnh cũng biết đập Tam Hiệp bị biến dạng. Ông Vương chỉ ra rằng đập Tam Hiệp bao gồm hàng chục đập bê tông độc lập tạo thành, mỗi đập được đặt trên nền đá là tách rời với đá nền. Do áp lực và nhiệt độ của nước, đập sẽ phát sinh biến dạng và dịch chuyển khác nhau, nghĩa là con đập đang di chuyển và thiết kế này làm cho đập Tam Hiệp rất mong manh.
Lúc đó, ông cảnh báo rằng các bức ảnh cho thấy con đập di chuyển không đều, do đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho con đập trong tương lai. Một khi Tam Hiệp bị sập, hàng trăm ngàn người dân của thành phố Nghi Sương sẽ biến mất. Con gái của chuyên gia kỹ thuật thủy lợi Hoàng Vạn Lý, người đã viết thư phản đối việc ra mắt đập Tam Hiệp, cô Hoàng Tiểu Lộ, là người đứng đầu của quỹ nghiên cứu Hoàng Vạn Lý, cũng nói về tài liệu phản đối xây dựng đập Tam Hiệp và 6 lá thư của cha cô gửi lên lãnh đạo Trung Quốc. Theo ông Hoàng Vạn Lý, đây không phải là vấn đề không sớm thì muộn, tài chính quốc gia, môi trường sinh thái, hiệu quả chống lũ lụt hay quốc phòng, mà chủ yếu là các điều kiện khách quan liên quan tới giá trị kinh tế và các vấn đề xảy ra đối với lòng sông trong hoàn cảnh địa lý tự nhiên, không cho phép một tổ chức chính phủ tôn trọng khoa học và dân chủ xây một công trình gây hại cho đất nước và người dân. Nếu nó được xây dựng, cuối cùng nó sẽ bị nổ tung. Vào thời điểm đó, Viện Thủy lợi học Hoa Đông Trung Quốc, nay là Đại học Hàng Hải, cũng đã xuất bản các bài báo nêu lên quan điểm này. Ông Hoàng Tiêu Lộ nói thêm về bài viết của ông Lý Nhược lúc còn sống có tiêu đề "Tôi biết quá trình lắp đặt đập Tam Hiệp". Trong bài viết có đề cập rằng gần đây trên thế giới có 2 cuộc hội thảo về các con đập trên thế giới và một hội thảo đã liệt kê 10 con đập nguy hiểm nhất thế giới, trong đó Tam Hiệp đứng đầu tiên. Do đó, người dân Trung Quốc khi xem ảnh đập trên Google đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng nó lại là sự thật. Chúng ta cần cho cư dân sống ở khu vực hồ chứa và hạ lưu đập biết rằng mối nguy hiểm của đập Tam Hiệp đã tồn tại từ ngày xây dựng và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể có tới 600 triệu người sẽ bị ảnh hưởng. Đây là một trong những khu vực phát triển nhất của Trung Quốc. Ông Quách Văn Quý, tỷ phú người Trung Quốc hiện sống ở Hoa Kỳ, gần đây cũng đưa ra cảnh báo về đập Tam Hiệp trong một chương trình phát sóng trực tiếp. Ông nói đập Tam Hiệp, năm ngoái đã nói có người nhắc tới, năm nay người ta cũng nói, theo thông tin nội bộ của chúng tôi, xác thực có người đã lấy cái chết can gián trung ương, chỉ ra rằng việc đập Tam Hiệp xảy ra sự cố chỉ là sớm muộn. Một khi tai nạn xảy ra, 1/4 Trung Quốc sẽ bị san thành bình địa. Tỷ phú Quách đã đề cập rằng một nguồn tin từ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội đã sử dụng một phép so sánh để mô tả mức độ nguy hiểm của đập Tam Hiệp như sau. Dùng một chiếc khăn bông để chặn dòng lũ xiết. Nguồn tin mô tả, sau khi chăn bị thấm, một khi bị tung ra, căn bản không thể khống chế. Đây hoàn toàn trái với tự nhiên, sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.